Và trong cái lớp 4 này của thầy thì thầy sẽ đổi đối tượng lại. Chỗ này không phải là lớp của chúng ta, mà sản phẩm mà thầy đổi lại là sinh viên. Và thông tin quản lý của thầy không phải là tên giá, mà là tên phải điểm toán. Điểm lý, điểm hóa và điểm cộng. Điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm cộng. Điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm cộng. Điểm cộng, điểm cộng. Điểm cộng này mình bỏ qua đi. Sau đó thì mình sẽ tính thuế nhập khẩu. Thì chỗ này thầy không tính thuế, mà thầy sẽ tính điểm trung bình. Điểm trung bình. Đó, thầy tính điểm trung bình. Điểm trung bình của thầy cộng với điểm cộng nếu có. Rồi, như vậy thì đó là cái bài của mình nó có thay đổi tí xíu. Tại vì nếu như mà làm giống như bài thì nó cũng không có hay, vì các bạn sẽ ỷ lại. Bây giờ thầy sẽ ví dụ ở đây. Lớp 4. Bài 1. Class của chúng ta là sinh viên. Mình ghi chữ bài 1 ở phía sau đi. Bài 1. Trong sinh viên này, chúng ta sẽ quản lý thông tin các cái thuộc tính. Ồ, chữ bài 1. Tạo lại. Cái này là nó đang hiểu là biết kịch sinh viên. Sinh viên xếp gạch dưới B1. Và trong này chúng ta đang quản lý là string tên sinh viên. Rồi chúng ta cần đến gì nữa nào? Điểm toán, điểm lý, điểm hóa. Ba điểm này chúng ta sử dụng double đi. Double, các bạn sử dụng là double hoa. Nguyên thủy. D toán. D lý. D hóa. Rồi. Ở đây người ta yêu cầu toán lý hóa thì có nhập xuất kiểu voi và tính điểm. Nhập xuất kiểu voi và tính điểm. Các dấu cộng này là public. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thêm vô đây là public. Public là dấu cộng. Public. Và chúng ta làm hàm nhập, hàm xuất, đúng không? Nhập xuất. Nhập. Vậy trong hàm nhập chúng ta sẽ ghi cái gì?
scan. Trong hàm nhập thì chúng ta phải có scanner. Scanner new scanner system chấm in. Rồi chúng ta xuất ra thông báo. Tên sinh viên, tên sinh viên bằng scan chấm netline điểm toán, điểm lý, điểm hóa. Điểm toán D toán bằng scan chấm net double điểm lý và điểm hóa. Rồi chúng ta đã có phần nhập tên toán lý hóa. Xuất của chúng ta xuất hiện nay thì chúng ta có gì xuất đó. Như vậy chúng ta xuất ra câu thông báo. Thông tin sinh viên. Sau đó thì chúng ta xuất ra tên hai chấm phần trăm s. Có một bạn lúc nãy thầy yêu cầu là viết cái lệnh là print f, viết không được đó nha. Tên hai chấm xịt n điểm toán hai chấm phần trăm f điểm lý điểm hóa. Điểm lý điểm hóa. Và phía sau cái này thì chúng ta sẽ phải, chúng ta sẽ đưa vào tên sinh viên, chúng ta đưa vào điểm toán, phải điểm lý, phải điểm hóa. Như vậy chúng ta đã làm được lệnh xuất toán lý hóa ra. Điểm toán, điểm lý, điểm hóa, xịt n. Ok, để cho nó xuống dòng. Và cuối cùng xịt n. Và chúng ta có thể chạy lại xem thử là bài của mình đã làm được đến bài 1 nhập xuất rồi tính thuế nhập khẩu, thì chỗ này thầy sẽ tính điểm trung bình. Cái hàm của thầy sẽ tính điểm trung bình. Chỗ này mình sẽ có một cái hàm tính điểm trung bình là public trả về kiểu double. Double get điểm trung bình. Get điểm trung bình. Không có tham số vào. Rồi ok. Điểm trung bình của mình hiện nay thì nó sẽ bằng return, nó trả về điểm toán cộng điểm lý cộng điểm hóa chia 3. Thì chúng ta có điểm trung bình thì nó cũng giống như tính thuế thôi. Thuế thì lấy giá tiền nhân 10%.
Còn mình bây giờ tính điểm trung bình thì toán cộng lý cộng hóa chia 3. Thì viết cũng tương tự như vậy. Và trong cái phần xuất này, mình xuất điểm hóa xong, mình xuất điểm trung bình luôn. 2 chấm phần trăm F. Và cuối cùng, mình sẽ đưa thêm một tham số vô đây nữa. Phải ghét điểm trung bình. Như vậy cái bài xuất của mình đã xong. Enter xuống cho các bạn dễ thấy. Cái này là mình viết liền luôn đi nha. Phẩy xong. Rồi xuống mình đưa tham số, tên, toán, lý, hóa, điểm trung bình. Viết liền luôn á. Nhưng mà tại vì nó dài quá cho nên là thầy enter xuống cho các bạn dễ thấy. Và như vậy là mình đã xong lab 4 bài 1. Chạy thử. À, ở bên này tại vì cái class sinh viên bài 1 của mình, class sinh viên bài 1 của mình là không có phương thức main cho nên mình chạy không được. Mình muốn chạy thì trong cái project lab 4 này mình sẽ tạo ra một cái class lab 4 main. Thì trong này mình mới có một cái phương thức là main mình mới chạy được nhé. Mình tạo ra một cái phương thức main ở đây. Trong này các bạn sẽ khai báo sinh viên SV bằng new sinh viên. Dư dấu bằng. Và chúng ta sẽ gọi sinh viên chấm nhập. Sau đó chúng ta gọi sinh viên chấm xuất. Và chúng ta sẽ chạy thử. Tên sinh viên Hùng. Điểm toán 7, điểm lý 6, điểm hóa 9. Và chúng ta có thông tin sinh viên, tên, toán, lý, hóa và điểm trung bình 7.3. Và nếu như mình không muốn nó xuất ra 7.33, 7.000 thì mình sẽ làm gì? Sinh viên này, phần xuất này mình thêm gì vô? Ví dụ mình sẽ chấm mấy? À, chấm 1 thôi. Tại vì điểm của chúng ta thì lấy 1 phần thập phần thôi. Đấy, như vậy điểm toán, điểm lý, điểm hóa và điểm trung bình chúng ta đều lấy 1 phần thập phần. Đó là bài 1 chúng ta đã hoàn thiện. Bài 2. Tạo ra hai sản phẩm nhập từ bàn phím, gọi phương thức xuất thông tin. Tạo sản phẩm đã tạo. Thì hai sản phẩm mình đang dùng cái lab 4 main mình tạo ra một sản phẩm nè. Nếu như muốn thì mình tạo thêm một sản phẩm nữa. Thêm sản phẩm nữa, sinh viên 2. Sinh viên 2. Và chỗ này mình sẽ là sinh viên 2 chấm nhập. Sinh viên 2 chấm xuất. Vậy thôi. Vậy là xong bài 2. Bài 2 người ta chỉ yêu cầu vậy. Tạo hai đối tượng. Trong phương thức main tạo hai cái sản phẩm, phương thức nhập hai đối tượng, phương thức xuất hai sản tượng. Rồi xong, như vậy mình đã làm xong bài 2. Bài 2 2 điểm quá đơn giản.
hả? Nói vậy thôi. Hả? Không được. Sau này mình sẽ lập trình theo dạng hướng đối tượng. Thì cái lớp này mình còn làm nhiều thứ nữa. Cái lớp này mình còn làm nhiều vấn đề nữa, chứ không phải là mình chỉ có chừng đây. Cho nên cái main mình không có đưa vô đây.